kính chào quý vị, tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2022. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 10, tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư và phát triển địa ốc Bình Dương Cityland, công ty Bình Dương Cityland với năm bị cáo đã bán đất trên giấy cho hơn 500 bị hại. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận được người dân đặc biệt quan tâm. Theo đó, năm bị cáo bị truy tố gồm Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1994, Hoàng Anh Vui, sinh năm 1994, Lê Văn Công, sinh năm 1977, Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1991 và Châu Lê Minh Vẹn, sinh năm 1987. Trong đó, Nguyễn Thanh Hùng là người đứng đầu công ty Bình Dương Cityland. Các bị cáo còn lại là người góp cổ phần để thành lập công ty và giữ các vị trí quan trọng trong công ty này. Vụ án được cơ quan điều tra khởi tố vào tháng 2 năm 2020 có số bị hại rất đông hơn 500 bị hại với số tiền lừa đảo lên đến hơn 162 tỷ đồng. Theo cáo trạng, từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 11 năm 2019, các bị cáo đã thành lập công ty, mua các thửa đất nông nghiệp, tự làm dự án và xin phép các cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm dự án đất ở, nhà ở nhưng không được chấp thuận. Các bị cáo thuê hàng trăm nhân viên lập ra nhiều phòng kinh doanh khác nhau và tổ chức huấn luyện nhân viên kinh doanh để tìm kiếm khách hàng, tự vẽ sơ đồ phân lô, quảng cáo, rao bán trên mạng, tổ chức các buổi bán hàng, thuê máy móc sang lắp để lừa đảo. Thu tiền đặt cọc của khách, các bị cáo đã đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền là hơn 18 tỷ đồng. Số tiền còn lại chưa khắc phục trả lại cho 384 bị hại là hơn 144 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong khoảng 10 ngày. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường xăng dầu hết năm 2024 nhằm giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước, giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh cụ thể, xăng, trừ etanol, 2.000 đồng một lít; nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu mai dùng, dầu nhờn, 1.000 đồng một lít; mỡ nhờn, 1.000 đồng trên kg; dầu quả, 600 đồng một lít. Để đảm bảo tính liên tục và kịp thời, đề nghị nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Với dự kiến sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2024 tương đương năm nay thì việc giảm thuế khiến tổng thu ngân sách nhà nước sẽ giảm hơn 42.800 tỷ đồng. Lá tre Việt Nam được ưa chuộng ở nước ngoài do chất lượng tốt và có mùi thơm đặc trưng. Loại lá tre được thu mua để xuất khẩu là tre bát độ, hay còn gọi là bương. Tre bát độ rất khác với lá tre thường. Chúng có kích cỡ to hơn hẳn. Hiện ở Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Quá, Sóc Sơn, Hà Nội, có rất nhiều người dân trồng tre bát độ để xuất khẩu. Lá tre sẽ được người dân thu hái, sau đó bán cho các cơ sở thu mua. Trung bình, lá tre tươi được thu mua với giá 7.000 đồng 1 kg. Giá lá tre tươi xuất khẩu vào khoảng 10.000 đồng 1 kg, còn lá tre khô có giá 40.000 đồng 1 kg. Lá tre Việt Nam được đánh giá chất lượng tốt, cạnh tranh với hàng Ấn Độ. theo kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Ecuador, với 90% số phiếu được kiểm. Ủy ban bầu cử quốc gia Ecuador đã công bố ứng cử viên Daniel Noboa giành chiến thắng với 52,3% số phiếu ủng hộ và trở thành tổng thống trẻ nhất của quốc gia Nam Mỹ này. Ông Noboa, 35 tuổi, là doanh nhân, đại diện cho Liên minh Hành động Dân chủ quốc gia, có quan điểm trung tả và cam kết vận hành nền kinh tế Ecuador theo hướng tự do mới. Trong cương lĩnh tranh cử, Ông Noboa cam kết ưu tiên giải quyết tình trạng bạo lực đang gia tăng tại quốc gia Nam Mỹ, đồng thời tạo thêm việc làm, đặc biệt là dành cơ hội cho giới trẻ. Dự kiến quá trình chuyển giao quyền lực tại Ecuador sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 10. Nhiệm kỳ của ông Noboa sẽ kéo dài 16 tháng, hoàn thành nốt nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm Guillermo Lasso, người trước đó đã kêu gọi giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm. Ngay khi kết quả bầu cử được công bố, đối thủ của ông Noboa là bà Luisa González, người chỉ nhận được 47,7% số phiếu ủng hộ, đã thừa nhận thất bại và chúc mừng ông Nobua. Bà Gonzalez khẳng định cuộc bầu cử diễn ra dân chủ và sẽ không khiếu nại kết quả. Thưa quý vị, Bộ Tài chính Hàn Quốc sáng ngày 16 tháng 10 thông báo sẽ tiếp tục gia hạn ưu đãi giảm thuế nhiên liệu đến tháng 12 năm nay do lo ngại lạm phát gia tăng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lo ngại xung đột Israel Hamas được dự báo sẽ đẩy giá dầu tăng vọt. Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, việc giá dầu tăng cao gây áp lực lên quá trình kiềm chế lạm phát, ổn định dân sinh của chính phủ. Do đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để ổn định giá cả và sinh kế của người dân bằng cách quản lý triệt để giá năng lượng và thực phẩm. Trước mắt, chính phủ sẽ tạm thời gia hạn trợ cấp xăng dầu đến cuối năm và tăng cường các biện pháp kiểm tra tại chỗ nhằm đảm bảo chính sách được triển khai hiệu quả. Chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện giảm 25% thuế với giá xăng, 37% với dầu diesel và khí dầu mỏ quá lỏng LPG, dùng cho ô tô, thông qua chính sách thuế xuất linh quạt. Hàn Quốc bắt đầu thực hiện các biện pháp giảm giá xăng dầu vào tháng 11 năm 2021 và đã điều chỉnh tỷ lệ cắt giảm cũng như gia hạn thời gian thực thi chính sách này tổng cộng 6 lần. Thưa quý vị, để giúp người dân vùng ngập lụt phường Quà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, các bạn trẻ đã tổ chức nấu hàng ngàn suất ăn không đồng và sửa chữa xe máy miễn phí cho bà con. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, những ngày qua, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập lụt đặc biệt nơi rốn lũ phường Hòa, Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Hàng ngàn người phải sơ tán và họ đã được chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, đoàn thể chung tay giúp đỡ đưa đến nơi an toàn. Sau khi nước tạm rút, nhiều người dân quay trở về nhà để dọn dẹp, ổn định lại cuộc sống. Do nhà cửa bị ngập nước nên mọi sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, đặc biệt bếp nấu ăn chưa thể đỏ lửa. Chia sẻ khó khăn với người dân, lực lượng đoàn viên thanh niên đã cùng nhau nấu hàng ngàn suất ăn không đồng cung cấp cho người dân chạy lục tại các điểm sơ tán, các khu dân cư trong vùng ngập. Ngoài sự hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị thì phần lớn kinh phí do các đoàn viên góp công, góp của. Không chỉ hỗ trợ suất ăn miễn phí, hàng chục đoàn viên thanh niên đã chia ra nhiều nhóm nhỏ thay nhau hỗ trợ người dân vùng lục. Những món ăn chúng em tự nấu đơn giản nhìn chứa đựng tấm lòng. Tất cả gần 30 người tự đi chợ nấu nướng, đem đến bà con thực phẩm an toàn nhất để họ khỏi đi ra ngoài lúc này rất nguy hiểm. Bạn Trần Thị Kim Thoa, Bí Thư Chi đoàn Ba Đà Sơn, Phương Quà Khánh Nam, quận Liên Chiểu chia sẻ. Thưa quý vị, nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng hơn 10 km, gần sát đỉnh cao Tây Côn Lĩnh nhưng với đường bê tông thuận lợi sẽ đưa du khách đến với thôn Khủi Mi, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Hành trình khám phá thôn Khủi Mi mở ra cho du khách nhiều trải nghiệm về một bản làng đẹp với ruộng lúa hùng vĩ, những nếp nhà phủ rêu phong cổ kính. Thưa quý vị, chùa phật vàng là một ngôi chùa nổi tiếng nằm ở china thảo bangkok đây là ngôi chùa nổi tiếng với bức tượng phật lớn được đúc quan toàn bằng vàng không chỉ là nơi linh thiêng chùa còn hấp dẫn khách du lịch bởi kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc tuyệt vời quý vị thân mến bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại trong các bản tin sau thân mến chào tạm biệt